Cô nhớ tới chuyện của cha muội à? Xưa nay cha luôn nói nhân nghĩa đạo đức, muội còn tưởng cha có thể giúp Bạch gia của huynh rửa mối quan tình, nhưng thật không ngờ, thật không ngờ cha lại là người hại Bạch gia của huynh. Xưa nay cha nói quang minh lỗi lạc, giỏi làm chính nghĩa, thực chất đều là, thực chất đều là giả dối cả. Khuya rồi, đi ngủ đi. Sao rồi? Thần không biết, quỷ không hay, đổi được rồi. Bạch Chuyển Võ, coi ngươi không có thanh thần kiếm còn dám hung dữ không? Người ở Vô Cực Môn không còn đề phòng tôi nữa. Cơ quan và trận pháp ở đó tôi cũng đã biết hết. Tiên tử có thể phát động tấn công Vô Cực Môn bất cứ lúc nào cũng được. Tốt, lần này ngươi đã lập được đại công, ta lập tức chỉ bẩm báo với tiên tử. Thanh kiếm này đã lọt vào tay ta, từ đây Võ Lâm duyên ngã độc tôn. Bạch Chuyển Võ không có thanh kiếm này làm bùa hộ thân, ngày giờ đã tới rồi. Ngọc Nữ đã sắp xếp xong mọi thứ, chỉ cần chúng ta toàn lực tấn công, chắc chắn có thể sang bằng Vô Cực Môn. Chúng ta phải dùng thanh kiếm này giết chết Bạch Chuyển Võ. Ta dùng thanh kiếm này giết người đầu tiên không phải là nó, mà là Mã Phi Bằng. Mã Phi Bằng. Ông Trấn Vũ, thì ra là ông. Mã Phi Bằng, ông cũng to gan lắm, dám liên kết với các người trong bang hội đối phó với ta. Ông làm việc thiên vị, bính nhật hậu nhân của Bạch gia, ta không buông tha cho ông đâu. Đáng tiếc ông không còn cơ hội này. Muốn làm gì? Ông đã nhiều phen phá chuyện lớn của ta, còn muốn bắt con gái của ta để uy hiếp ta. Ông còn muốn cản trở ta làm thánh quân. Ta nghĩ ngày nào chưa tiêu diệt được ông, ta khó mà yên giấc. Ông Trấn Vũ, nếu ông có gan thì hãy chọn ngày cùng trong quyết đấu công bằng phân biệt cao thấp. Ông tưởng ta ngu ngốc tới gì được sao? Thần kiếm của ông. Thần kiếm, thần kiếm của Bạch Chuyển Võ sao trong tay ông? Bây giờ ông biết là quá muộn rồi. Ủa, bộ mấy huynh cũng tới nữa. Huynh cũng nhận được thiệt Võ Lâm của Hồng Trấn Vũ sao? Chắc huynh có nghe được tên Mã Phi Bằng chết chưa? Có, không cần hỏi, chắc chắn là do Hồng Trấn Vũ làm rồi. Hắn biết chúng ta liên thủ đối phó với hắn, cho nên hắn mới tiến hạ thủ với cường. Lần này hắn phát thiệt Võ Lâm mà chúng ta tới, không biết giở trò gì đây. Con người của hắn xảo trá giằng mạnh, không biết giở trò gì đối phó chúng ta thì có. Vậy chúng ta có đi không? Nếu đi chẳng khác nào tự tìm cái chết thôi. Đi, dù là hang hùng cũng phải đi. Đúng vậy, lần này bằng mọi giá chúng ta cũng phải đi. Nếu như chúng ta không đi chẳng khác nào là chúng ta sợ hắn, chúng ta cứ việc coi hắn giở trò gì. Vì đề phòng bất trắc, chúng ta hãy dẫn theo đệ tử bảo vệ Hồng gia để coi làm sao hắn đối phó. Bái kiến Hồng đại hiệp. Các vị đồng đạo Võ Lâm hà tất phải khách sáo, mời ngồi. Ta nghĩ mọi người đã nghe được tin về cái chết của Mã Chữ Môn. Xưa nay Mã Chữ Môn rắp tâm hết lòng truy sát kỳ chủng của Bạch gia. Lần này ta nghĩ cái chết của y chắc có liên quan tới Bạch Chuyển Võ. Không phải là nó, còn ai rồi đây? Ý của Hồng đại hiệp lần này mời chúng tôi tới đây, có phải muốn tập hợp sức lực của các phái chúng tôi để trả thù cho Mã Chữ Môn không? Đúng vậy. Hồng đại hiệp, xưa nay ngài luôn binh vực tên họ Bạch, tại sao lần này tụ tập các nhân sĩ Võ Lâm truy sát Bạch Chuyển Võ một lần nữa vậy? Hồng đại hiệp, lần này mà chúng tôi tới đây chắc không chỉ đơn giản là trả thù cho Mã Phi Bằng,
Sao hai vị lại nói như vậy? Hồng mổ này tự hỏi xưa nay không hề thiên vị Bạch gia, chỉ tại bọn chúng xảo quyệt, ta không có cách đối phó với bọn chúng thôi. Hồng đại hiệp, ý của ngài nói bây giờ đã có cách đối phó với Bạch Triển Võ, đúng vậy? Chúng tôi đã phái người trà trộn vào Vô Cực Môn, đánh cắp thanh thần kiếm của Bạch Triển Võ và phá hỏng cơ quan của bọn chúng, thực hiện nội ứng ngoại hợp. Thủ đoạn của mấy người cũng độc ác quá chứ. Lục Quả Lập, câu nói của huynh là có ý gì đây? Ý còn muốn nói gì thì chính là ý đó. Nè nè nè, đạo trưởng, đại sự quan trọng, trước tiên mọi người nên liên thủ với nhau để đối phó mọi người Bạch Triển Võ trước đi. Nè đạo trưởng, xin nghĩ lại. Chúng tôi nhất quyết nghe sự căn dặn của Hồng Đại Hiệp. Được, không biết các vị có cao kiến gì. Được, vậy thì nghe lời của ngài, tất cả cùng đuổi giết Bạch Triển Võ. Được. Chung quanh đây là bố trí kỳ môn trận pháp, mọi người cẩn thận nghe. Cái dữ, ta nhìn kia. Ta không tin chút lợi hại đâu, để ta xông vào. Nơi đây có người lập tử trận, mọi người không được xông vào bừa bãi, chết ngay tại chỗ đó. Mọi người hãy đi theo ta, tuyệt đối không được đi sai. Được, nếu dám tới Vô Cực Môn này, chúng ta phải để cho chúng biết sự lợi hại của cơ quan chúng ta. Người đâu, mở cơ quan. Dạ. Bẩm báo trưởng môn, tất cả cơ quan đều không thể mở ra. Hả? Hả? Để ta mở. Người phá hỏng tất cả cơ quan rồi, tại sao lại như vậy? Coi tình hình chắc chắn có nhận tiếng. Đừng có sợ, bọn chúng không thể nào qua khỏi thành trận của chúng ta được. Để coi đi. Ta tưởng Vô Cực Môn là Long Đàm Hổ Quyệt gì nữa thì ta cũng chỉ là như vậy thôi. Hồng Đức Vũ, tại sao ngươi tới đây được? Bà đừng có quên rằng con gái của ta đang ở trong Vô Cực Môn, còn ngoan, con làm rất tốt. Sở quân, mùi bán đứng huynh. Chị vợ, mùi không có, mùi không có mà. Mà chuyện nhỏ, ngươi không ngờ thần kiếm trong tay của ta phải không? Hồng Trướng Vũ, ngươi sắp tâm hãm hại Bạch gia của ta. Thật ra ngươi nhìn cái gì? Là tới nước này ngươi còn muốn dùng khống ta? Tấn công!